Xin chào tất cả các bạn. Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về một cái chủ đề vô cùng nóng luôn, nó rất là nhiều người quan tâm nhưng mà chúng ta lại vô cùng ngại khi về nói về cái chủ đề này. Đó là cái chủ đề tình dục và thể thao. Thì nó là một cái chủ đề rất là hay, rất là thú vị mà Ngợi rất là quan tâm. Mà Ngợi nghĩ không phải là một mình Ngợi mà cũng rất là nhiều người quan tâm nữa. Đó thì chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ cái vấn đề này ha. Trong hơn 10 năm tập luyện của Ngợi á thì Ngợi thấy á có rất là nhiều người quan tâm, rất nhiều anh, nhiều chị hỏi Ngợi có một câu hỏi mà hầu như lặp đi lặp lại rất là nhiều. Ví dụ như mấy anh hay hỏi Ngợi là ủa em ơi, nếu mà tập tạ, tập thể thao nhiều như vậy á thì cái súng của anh á nó có bị nhỏ đi hay không? Rồi cái súng của anh á nó có còn cảm xúc nữa hay không? Đó, rất là nhiều người hỏi cho Ngợi những cái câu hỏi như vậy ha. Mà khi mà chúng ta ngồi lại chúng ta chia sẻ hoặc là chúng ta nói về cái vấn đề này á thì hầu như mọi người rất là ngại ngùng, mọi người cũng không biểu nữa, người cũng không hiểu tại sao nữa ha. Thì hôm nay Ngợi với những cái kinh nghiệm của Ngợi hơn 10 năm huấn luyện và tập luyện thì Ngợi cũng xin chia sẻ một chút ít cái kiến thức mà Ngợi biết ha. Thì giờ nhân tiện đây thì chúng ta xét một chút về cái khía cạnh là sinh lý học. Ví dụ như cơ thể đàn ông và cơ thể của phụ nữ á, nó khác nhau, đương nhiên là nó khác nhau rất là nhiều điểm rồi. Nhưng mà Ngợi đang xét một chút xíu thôi về cái khía cạnh sinh lý học á, thì Ngợi sẽ nói về cái hormone ha. Ví dụ như trong cơ thể của đàn ông á, thì nó có một cái loại hormone nó tên là testosterone. Thì cái hormone này á nó sinh ra ở cái tuyến thượng thận một ít thôi, ở tuyến thượng thận, và rất là nhiều ở cái tinh hoàn, được chưa? Thì khi mà ví dụ như những người mà chúng ta tập luyện bình thường á, chúng ta tập luyện bình thường với một cái cường độ phù hợp như thế nào, phù hợp với lứa tuổi nè, phù hợp với giới tính nè, rồi phù hợp với cái điều kiện đó, tức là nó gọi là phù hợp đó. Thì khi mà chúng ta tập luyện với một cái cường độ vừa phải thì cái sự trao đổi chất trong cơ thể của chúng ta nó sinh ra một cách tốt hơn, chúng ta sẽ hấp thụ được những chất dinh dưỡng tốt hơn nè, rồi chúng ta sẽ đào thải ra những cái chất độc trong cơ thể này. Như vậy thì với một cái cường độ phù hợp, đương nhiên là cơ thể chúng ta sẽ khỏe hơn bình thường đó. Cho nên là cái lượng hormone này, testosterone đó, nó sẽ tiết ra bình thường, nó sẽ tiết ra nhiều và nó tiết ra tốt hơn đó ở tinh hoàn nha, người ta nói ở tinh hoàn. Cho nên là nếu như chúng ta tập luyện điều độ mà chúng ta ăn uống có khoa học thì đương nhiên cái khả năng tình dục của chúng ta nó sẽ tăng lên chứ nó không có giảm xuống. Thì Ngợi cũng xin chia sẻ luôn một số cái tip, một số cái lưu ý nhỏ nhỏ như thế này. Khi mà các bạn biết á, là một số cái người vận động viên chuyên nghiệp á, thì hàng ngày, Ngợi lấy ví dụ ha, những vận động viên thể hình đi, hàng ngày người ta phải tập với một cái cường độ vô cùng lớn luôn, được chưa? Một cái cường độ vô cùng lớn luôn. Cho nên là khi những người đó người ta bung ra, người ta không tập nữa đó, thì cơ thể người ta đã rất là mệt nhoài rồi. Người ta mệt nhoài và người ta cần phải ăn nhiều, người ta cần phải nạp nhiều, thậm chí là người ta phải sử dụng một số cái chất kích thích hoặc là người ta bơm trực tiếp cái hormone đó vào trong cơ thể luôn ha. Thì quay trở lại cái vấn đề hồi nãy Ngợi có chia sẻ đó, là cái hormone testosterone này nè, hormone nam này nè, được chưa? Thì nó giúp một phần, tức là nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cơ thể của chúng ta, nhưng mà nó có một cái chức năng vô cùng quan trọng đối với những cái vận động viên, đó là cái việc mà xây dựng cơ bắp đó. Cho nên có những người thay vì người ta ăn uống nè, người ta sử dụng một số cái thực phẩm chức năng, đôi khi nó không đủ luôn, và người ta chích thẳng cái đó vào trong người, được chưa? Thì khi mà chúng ta bơm cái đó vào trong người thì đương nhiên là cái cơ thể chúng ta, và đặc biệt là cái hormone testosterone đó, nó được sản sinh ra ở trong cái tinh hoàn. Như vậy thì khi chúng ta bơm trực tiếp vào thì đương nhiên là cái cơ thể của chúng ta nó không sản xuất nữa, được chưa? Hoặc là nó sẽ sản xuất ít hơn so với bình thường. Như vậy là nếu như chúng ta bơm những cái đó vào trong cơ thể của mình á, thì trong một cái thời gian dài cái tinh hoàn nó sẽ bị teo đi, được chưa? Thì tới đây Ngợi xin lưu ý nha, tức là cái tinh hoàn nó teo đi thôi, được chưa? Nhưng mà riêng khẩu súng đó thì nó không có ảnh hưởng gì hết nha. Đó, thì ở đây thì cái việc mà chích như thế nào, tiêm như thế nào, đó là cái sự nghiệp của những cái vận động viên đó. Ngợi không có dám bình luận ở đây, bởi vì đó là cái lựa chọn của họ, đó là cái sự nghiệp của họ, được không ạ? Thì Ngợi chỉ chia sẻ một chút về cái vấn đề đó thôi. Đó, cho nên là mấy anh mà có tập thể thao á, thì chúng ta nhớ là chúng ta tập thoải mái, được chưa? Chúng ta ăn uống điều độ, chúng ta tập luyện một cách khoa học, như vậy thì nó sẽ không ảnh hưởng gì, thậm chí là làm tăng cái khả năng tình dục, được chưa? Đó, chứ không phải là nó giảm đi nha. Đó là người đang nói tập với một cái cường độ phù hợp, chứ người không nói là tập với cường độ là vô cùng căng thẳng đối giống như là những cái vận động viên chuyên nghiệp, được chưa? Rồi thì có một cái câu hỏi nữa mà rất là nhiều anh hay hỏi Ngợi là ủa em, anh hay thấy là cứ mỗi một lần mà sau khi anh cái súng của anh bắn cái bụp phát đó, là ngày hôm sau anh đẩy tạ không nổi. Như vậy thì làm sao mà tối hôm đó hoặc là ngày hôm đó anh bắn cái bụp phát mà anh ngày hôm sau anh vẫn tập tạ được? Thì với kinh nghiệm của Ngợi á,
thì Ngợi đã từng thi đấu chuyên nghiệp rồi, được chưa? Và Ngợi cũng đã tập luyện rất là nhiều, thì Ngợi cũng xin chia sẻ một cái bí quyết luôn cho gia đình mình, cho đặc biệt là mấy anh ha. Tức là trong một tuần á, chúng ta có lịch tập đúng không ạ? Chúng ta có lịch tập, ví dụ như là thứ hai, thứ ba, có những người tập là 3 tuần một buổi, có những người tập 4 tuần một buổi, hoặc 4 buổi một tuần, hoặc là có những người tập 5 buổi một tuần, thì tùy theo từng người. Chứ đó nó không quan trọng ha, không quan trọng là chúng ta tập bao nhiêu buổi đó, nhưng mà cái quan trọng là như thế này, thứ nhất là chúng ta phải khi mà chúng ta bắn á, cái ngày mà chúng ta bắn á, mọi người nhớ nha, tức là chúng ta phải canh làm sao á, cái ngày đó là cái ngày trước cái ngày nghỉ, được chưa? Ví dụ như trong cái lịch của chúng ta đó, thứ năm là ngày nghỉ, thì chúng ta canh làm sao cho bắn cái bụp vào hôm thứ tư đó, được không ạ? Hoặc là cái ngày hôm sau mà chúng ta nghỉ là ngày chủ nhật đi, thì chúng ta canh làm sao chúng ta bắn cái bụp phát vào ngày thứ bảy, thì tức là nguyên một ngày hôm sau á, là chúng ta có nguyên một ngày để nghỉ luôn đó. Như vậy thì chúng ta đâu có sao, đâu có ảnh hưởng gì tới cái việc mà tập luyện đâu, được chưa? Đó thì đó là một trong những cái tip, một trong những cái chia sẻ mà người thấy nó vô cùng quan trọng mà mọi người lưu ý ha. Rồi riêng với cơ thể của phụ nữ á, hồi nãy là người đã nói về việc nam rồi đúng không, thì bây giờ người xin nói chút về nữ. Nữ thì cũng có hormone là testosterone luôn, được không ạ? Nhưng mà ở nữ có một cái hormone nữ nó nhiều hơn testosterone, đó là hormone estrogen. Estrogen nó cũng được sản sinh ra ở cái tuyến thượng thận một ít, và chủ yếu là ở buồng trứng, được chưa? Và hai cái hormone này nè, testosterone này và estrogen này nè, nó ảnh hưởng tới việc mà xây dựng cơ bắp đó, hình hài của chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như estrogen đó, thì nó mỡ hóa đó, nó làm cho cơ thể chúng ta bị mỡ hóa rất là nhanh đó. Cho nên tại sao mà nam giới thì xây dựng cơ bắp đó, thì nó dễ hơn là nữ, bởi vì cái hàm lượng mà testosterone trong nam nó nhiều hơn gấp 10 lần so với nữ. Cho nên các bạn nữ chúng ta lưu ý nè. Cho nên là có rất là nhiều người bạn nữ, có rất là nhiều khách hàng của Ngợi hỏi Ngợi là: ủa em ơi, chị tập xong cái vai chị lên rồi, cái tay chị lên rồi, nói chung là chị cơ bắp lắm, nhưng mà chị sợ quá, chị sợ đồ sộ như vậy quá. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, tại vì cái cơ thể của nữ cái hormone estrogen nó rất là nhiều, và nó không có nhiều testosterone, cho nên cho dù chúng ta có tập rất là nhiều luôn, chưa chắc chúng ta đã có cơ bắp nữa. Đương nhiên chỉ sẽ có một số trường hợp ngoại lệ, đó là một số ít chị, một số ít người thì chúng ta sẽ có cái hàm lượng testosterone nó nhiều hơn so với người còn lại, cho nên cái việc mà xây dựng cơ bắp á nó dễ hơn. Nhưng mà không có nghĩa là nó rất là dễ cho cái việc mà xây dựng cơ bắp, không phải ha. Nữ vô cùng khó luôn, cho nên là chúng ta cứ việc tập thoải mái và chúng ta ăn uống một cách khoa học thì chúng ta sẽ không bao giờ có cái kiểu mà cơ bắp cuộn giống như nam. Chúng ta chỉ cần tập làm sao đó đúng thì là đúng, hoặc là chúng ta tập thoải mái, chúng ta tập một cách giống như là chúng ta đi chạy bộ nè, hoặc là chúng ta tham gia những cái lớp nhảy nè đó, hoặc là kể cả chúng ta tập tạ luôn, thì cái cơ thể của người phụ nữ á, nó sẽ xăm lại, nó nhỏ lại đó, và nó tạo ra những cái đường cong mà rất là quyến rũ ha. Thì cái đó là những cái mà chúng ta cần lưu ý, chứ không phải là chúng ta cứ tập tạ, chúng ta tập thể thao nhiều là chúng ta trở nên thô kệch. Không có ha. Có rất là nhiều người, chúng ta nhìn trên internet á, chúng ta thấy những cái bạn nữ, những cái vận động viên chuyên nghiệp á, người ta thấy cơ bắp cuồn cuộn như đó, nhưng mà thực ra không phải, tại vì đó là cái sự nghiệp của họ, đó là cái lựa chọn của họ, họ đã chọn những cái phương pháp mà nó giúp cho cái thành tích thể thao của họ tăng lên, được chưa? Và ngoài ra thì trước khi mà kết thúc cái câu chuyện thì người cũng xin chia sẻ luôn, thực ra đối với đàn ông và phụ nữ thì phụ nữ có một cái rất là khó khăn trong cái quá trình tập thể thao, và rất là nhiều người quan tâm, đó là cái chu kỳ kinh nguyệt, nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái quá trình tập luyện. Thì người cũng xin chia sẻ luôn ha, trong những cái ngày mà chúng ta có kinh nguyệt á, thì mọi người cũng có rất là nhiều người, được không ạ? Chúng ta tập thể thao được luôn, mặc dù là những cái ngày này nè, chúng ta không có nhiều sức khỏe giống như những ngày còn lại, nhưng mà những ngày này chúng ta tập được luôn ha. Nhưng mà chúng ta làm sao đó tránh tập những cái bài tập nó mang cái tính chất là với cái cường độ lớn, ví dụ như là chạy này, hoặc là nhảy này, hoặc là bay này đó, thì chúng ta chọn những cái bài tập nó nhẹ nhàng, nó mang cái tính là giống như tĩnh, là chúng ta ngồi một chỗ chúng ta tập đó. Nếu như ai mà vẫn muốn tập trong những cái ngày này đó là những cái chia sẻ những cái mà kiến thức mà Ngợi biết được trong hơn 10 năm Ngợi tập luyện và huấn luyện. Thì mọi người nếu mà thấy hay thì mọi người nhớ bấm like, share và bấm follow, và đừng quên comment bên dưới để Ngợi có thêm những cái động lực Ngợi làm những cái video clip sắp tới nha. Xin chào, tạm biệt mọi người.